nói cho bạn nghe nha. Cái bà Hà My á không đẹp bằng mình đâu. Mà bà cũng đi chơi đắng chen chè hạn từ 6 giờ 3 giờ bà đi tới 12 giờ luôn. Hẹn 5 giờ mà bây giờ và chưa nắng nóng chết à. Ừ, đi trễ quá. Mới nhắc tới liền kìa bà. Trời ơi, hôm nay bạn đẹp quá ha Hà My, nhưng mà chưa đẹp bằng mình đâu. Coi nè. Hà My hôm nay bạn đẹp nhưng mà chưa có đẹp lắm đâu. Bạn đánh chút son của mẹ thì sẽ giống như một nàng công chúa. Thì sao? Mình sẽ đẹp như công chúa hả? Tất nhiên là vậy rồi. Trời ơi, xấu muốn chết mà còn khen nữa đúng không? Chưa đẹp, chưa đánh son mà cũng khen rồi. Từ sáng tới giờ đi đổ mồ hôi hết rồi kìa, còn mặc cái đầm đỏ cho giống máu nữa. Đen da tùm lum nè Hà My. Nhớ bữa sau nhớ chiếc kem chống nắng nha, hơn là tụi mình có chết không quên đó nha. Ừ, còn bà ấy thì nhìn đi, họ ôi da đen không bằng trắng thì tụi tôi. Ừ, đúng rồi đó. Tụi tôi cười lên nè là tụi tôi không có bị mặt xấu. Cái xong rồi hả, tụi tôi ngắm ánh nắng đợi bà tới 12 giờ luôn. Trời ơi, tôi hẹn bà bao nhiêu? Tôi hẹn bà là 5 giờ tới đây mà bây giờ là bao nhiêu giờ rồi? Ừ, đúng rồi, là chắc là khoảng 18 giờ rồi. Hiểu không? Chị đang muốn hỏi về phương diện tình cảm đúng không? Ừ. Rồi, để em nói luôn. Okay. Lá bài này á, muốn nói lên một điều về cái phương diện tình cảm của chị thì chị vẫn chưa sẵn sàng và chị vẫn chưa đủ gọi là sao ta? Bước ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân để có thể chấp nhận hoặc là đón nhận một cái tình cảm mới. Đối với chị, tình cảm bây giờ nó hết sức là xa xỉ. Và thậm chí là chị còn không tin vào điều đó nữa. Cho mình miếng đi. Wow, slam này đẹp quá ha các bạn. Nói lên nè. Bà đói hết hồn hả? Quậy quá bà đi. Bà ơi thiệt tình. Cái son của tôi đây nè. Ơ chết. Cái nồi cá của con. Mẹ ở đây với My đi, con xuống. À, để mẹ. Dạ. Chút bà lên nha. Để mẹ xuống. Dạ, mẹ giúp giùm con nha mẹ. Ừ. Ở đây, nhanh lên. Ở đây với mẹ. Ừ. Ba cái miệng nè. Trời đất ơi hả? Ai cho đánh son vậy hả? Cháu muốn đẹp như mẹ. Con đẹp sẵn rồi, cần gì phải đẹp giống mẹ, đúng không? Nhưng mà con muốn đẹp như mẹ à. Ừ, nè. À, người ta nói á,
người lớn với con nít á là không có giống nhau. Người lớn mà muốn đẹp á thì phải trang điểm nè, phải đánh son mới đẹp. Còn con nít á là mình mới sinh ra mình đã tự nhiên đẹp, đẹp như là thiên thần á, cho nên mình không cần đánh son. Nhưng mà nó rất đẹp với mẹ. Nè nè, đây. Con thấy cây son này không? Nó mà dùng nhiều á thì trong đây có hóa chất nè. Con đánh lên môi á, cái mai mốt môi con nó sẽ bị khô. Xong rồi cái nó bị lỡ, cái nó bị đau giống như mấy lần con nổi nhiệt miệng á. Rồi lúc đó hả là con vừa đau vừa xấu nữa, con muốn đánh không? Dạ thôi, vậy con không đánh nữa. Đúng rồi, không được đánh. Cho nên là ở trong trường á, đi học á, cô đâu có cho con đánh đâu đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ đi ra rửa miệng cho tôi nhanh lên. Dạ. Dạ lên. Ôi, đáng yêu à. Rồi bây giờ con quyết định đi, mình sẽ mặc cái này hay là mình mặc cái đó? Cái này. Cái đó đúng không? Dạ. Rồi, lên đây mình thắt tóc cho nhanh lên. Ở đây. Đó, bữa nay nhìn yêu lắm nè. Con ấy nghe chưa? Dạ. Càng ngày á, mẹ thấy con càng đáng yêu, càng xinh đẹp. Vậy là con đẹp bằng mẹ đúng không? Con đẹp bằng mẹ hả? Không biết có phải không nữa, nhưng mà chắc là mai mốt lớn lên á, My sẽ xinh hơn mẹ luôn, mấy chịu không? Dạ chịu. Chịu đúng không nè? Rồi bây giờ mình sẽ thắt tóc cho thiệt là đẹp nè. Rồi mình sẽ đi chơi, chịu không? Dạ chịu. Đó. Cha. Ừ. Cháu nội của bà thấy cưng quá à. Dạ. Đi đâu mà đẹp quá vậy? Hả? Bữa nay á, lâu lâu mẹ mới lên một lần, cho nên con quyết định sáng nay con sẽ chở mẹ với lại Hà My đi chơi. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Được đó. Mẹ có cần thay đồ gì không? Trang điểm lại cho đẹp. Thôi được rồi. Để mẹ chút xíu mẹ chuẩn bị rồi đi luôn. Dạ. Hà My. Dạ. Bà nội già rồi, cho nên bà nội hay quên lắm. Bây giờ bà nội xin chụp với con một tấm hình nha. Để mỗi lần mà nhớ Hà My của bà nội. Cái bà nội nhìn cái hình cái bà nội đỡ nhớ nha. Dạ, đây con chụp cho. Để mẹ chụp giùm bà nội nha. Dạ. Đây. Rồi, hai bà cháu kia tươi lên nè. Bà bắn tim đi bà. Bắn tim là sao? Con chỉ bà đi, đúng rồi. À vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Đếm 1, 2, 3. Bắn lên nha bà. Rồi. 1, 2, 3.